Quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện kinh doanh trên kênh FBNC, và trong phần cuối của chương trình chúng ta sẽ cùng gặp lại ông Nguyễn Ngọc Hòa là Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh để bàn về việc làm sao để có thể quản lý chặt chẽ hơn nữa vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, xin rất vui được gặp lại ông Hòa trong phần cuối của chương trình. Và thưa ông, thì trong vấn đề quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm thì ông có nghĩ là những nỗ lực của thành phố chúng ta vẫn còn chậm hơn so với những cái diễn biến rất là tinh vi phức tạp của cái vấn nạn vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm ở thành phố? Có thể nói rằng là đúng như chị nhận định, tức là cái mong mỏi và cái kỳ vọng, cái đòi hỏi của thị trường, đòi hỏi của người dân thì rất là bức xúc. Nhưng mà trước một cái đòi hỏi lớn như thế, chúng ta cũng phải nhìn lại cái thực trạng, cái xuất phát điểm để chúng ta tìm cái giải pháp. Và với cái thực trạng này thì chúng ta cần phải có một cái thời gian, và giải pháp chúng ta cũng phải đi qua từng bước. Tất nhiên là đòi hỏi phải có sự nỗ lực và sự quyết tâm rất là lớn của các cái cơ quan quản lý nhà nước. Đòi hỏi có một cái sự vào cuộc mạnh mẽ và đồng bộ, phối hợp quyết liệt hơn để mới đảm bảo để giải quyết được cái thực trạng mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay. Chúng tôi cũng đã từng trao đổi với một vị lãnh đạo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thì vị này có nhận định rằng là sở dĩ quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ở Thành phố Hồ Chí Minh chưa được tốt như chúng ta mong muốn là bởi vì chúng ta chưa có một cơ quan quản lý tập trung, và trách nhiệm hiện nay vẫn đang thuộc về nhiều sở và cái việc phối hợp giữa các sở vẫn còn chưa tốt. Ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này? Thật ra thì các cái cơ quan quản lý của chúng ta đã có rất là nhiều cái nỗ lực. Tuy nhiên là do cái cách tổ chức của chúng ta, mỗi một cái ngành để chúng ta phân định có cái chức năng riêng, cho nên là vấn đề đặt ra là cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cái cơ quan này. Và từ cái thực tiễn đặt ra thì hiện nay thành phố cũng đã đề xuất và đã được Thủ tướng chấp nhận cho phép làm thí điểm trong vòng 3 năm thành lập cái ban an toàn thực phẩm để tập trung cái đầu mối, thống nhất sự chỉ đạo, sự lãnh đạo và đặc biệt là đề xuất các cái giải pháp đồng bộ để mà có thể tăng cường cái hiệu quả và cái hiệu lực của cái công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Và tôi nghĩ rằng là cái quyết định của Thủ tướng đã cho phép thành phố làm thì thành phố sẽ triển khai rất là nhanh chóng để thực thi cái giải pháp này. Dạ vâng, quản lý cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là sứ mệnh của cơ quan chức năng, nhưng mà dường như là nếu như chỉ trông chờ vào nỗ lực của các cơ quan thì dường như là chưa đủ. Theo ông thì chúng ta nên có cái cơ chế như thế nào để người dân và doanh nghiệp ý thức hơn và nỗ lực tham gia vào cái vấn đề quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm? Như tôi đã đề cập ở trong phần thứ nhất, tôi nghĩ rằng là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần có sự chung tay góp sức của tất cả các cái chủ thể. Trước hết là tôi nghĩ rằng cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước thì chúng ta đã nói rồi. Thứ hai đó là cái trách nhiệm và đạo đức của những cái chủ thể kinh doanh đã tham gia cái mặt hàng thực phẩm, lương thực, thì cái người kinh doanh nếu họ có ý thức, có đạo đức, có cái ý thức trong việc gìn giữ thương hiệu, có trách nhiệm đối với cái sản phẩm kinh doanh của mình, có trách nhiệm đối với sức khỏe của cộng đồng, thì họ luôn luôn chủ động trong khâu khai thác hàng hóa, trong khâu kiểm soát hàng hóa, trong khâu lựa chọn, và thậm chí là họ có những cái giải pháp xử lý mà hiệu quả đôi khi còn mạnh hơn cả cơ quan quản lý nhà nước. Ví dụ trong quá trình tôi mua hàng của anh chỉ sai phạm một lần là tôi cắt hợp đồng, tôi không ngưng mua hàng của anh nữa. Nếu mà chúng ta có nhiều doanh nghiệp như vậy, hoặc là chúng ta có nhiều doanh nghiệp mà quan tâm đến cái việc xây dựng cái sản phẩm thành một cái chuỗi thực phẩm an toàn, thì như vậy thì nó sẽ rất là thuận lợi cho cái việc mà kinh doanh và quản lý của chúng ta. Và thứ ba nữa đó là người tiêu dùng quan tâm lựa chọn những địa điểm kinh doanh uy tín, lựa chọn những thương hiệu uy tín, lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu rõ ràng, có nguồn gốc rõ ràng, không mua những mặt hàng trôi nổi, không mua những mặt hàng kém chất lượng. Tuy nhiên đối với Thành phố Hồ Chí Minh, tôi nghĩ là ngoài cái sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, của người dân, của doanh nghiệp thành phố, bây giờ làm sao chúng ta cũng phải đặt cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm không còn ở phạm vi thành phố nữa, mà ở phạm vi cấp độ vùng. Liên kết với nhau thế nào, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào ở cấp độ vùng, để chúng ta làm tốt ngay từ khâu xuất phát ở đầu vào, ngay từ khâu nuôi trồng, ngay từ khâu sản xuất, thì như vậy nó sẽ đầu vào đã tốt rồi thì chúng ta sẽ có đầu ra nó yên tâm hơn. Chứ nếu chúng ta chỉ làm ở đầu ra, ở khâu cuối, ở khâu tiêu thụ, ở khâu phân phối mà không làm ở được cái khâu sản xuất, hoặc là khâu sản xuất chúng ta chưa kiểm soát chặt, thì
chúng ta cũng sẽ rất là bị động. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hòa. Rõ ràng chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều trong cái việc liên kết với tất cả các địa phương, liên kết với các sở ngành cũng như là ban quản lý như ông vừa nói. Và ý thức của người dân lẫn doanh nghiệp trong cái việc tham gia và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho mùa Tết này. Thì hy vọng rằng với những nỗ lực đó, chúng ta sẽ có được cái mùa Tết mà có được cái nguồn hàng vừa đảm bảo về số lượng, đa dạng, phong phú, vừa đảm bảo về giá cả ổn định và đặc biệt là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dạ vâng, xin cảm ơn Hòa rất nhiều ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Tuyết Anh. Thưa quý vị, một số thông tin và nhận định vừa rồi của ông Nguyễn Ngọc Hòa, là Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, cũng vừa khép lại chương trình Câu chuyện kinh doanh trên kênh FPNC ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.